một sai lầm khi yêu mà mọi người thường hay mắc phải, đó là yêu để cưới. Nhân danh tình yêu, các con sẽ bắt đầu gọt giũa, chỉnh sửa người yêu của mình một cách không thương tiếc để vừa vặn với cái hình mẫu của người mà mình sẽ cưới. Cô gái sẽ bắt đầu cáu gắt, cô sẽ mong đợi là anh ta phải có những cái kế hoạch cho tương lai, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ. Cô thờ ơ, thậm chí ngán ngẩm cái sở thích đi phượt, cái sở thích mà thời sinh viên cô đã luôn đồng hành và chia sẻ với anh ta. Chàng sẽ khẽ nhíu mày và khều nhẹ bạn gái khi chưa khép chân lại trong lúc ngồi thưa chuyện với ba mẹ. Chàng sẽ nháy mắt ra hiệu để cô gái đi vào bếp và phụ mẹ mình nấu nướng. Chàng sẽ dặn bạn gái mình là tuyệt đối đừng có nói cho ba biết có hai cái hình xăm ở cổ chân. Chính những mong đợi uốn nắn gọt giũa người yêu theo khuôn mẫu điển hình sẽ làm què quặt tâm hồn và cá tính của người mình yêu. Yêu là để hiểu nhau, hiểu và đón nhận tâm hồn nhau một cách trọn vẹn để mà thương nhau. Và khi đó, hôn nhân sẽ tự nhiên đến như một bước đệm quan trọng để hai bạn huy động được sự tin tưởng, hỗ trợ và sự chúc phúc của hai bên gia đình và tất cả mọi người.